gia kiểm tra. Kiểm tra gì? Kiểm tra trước khi đại gia của chúng ta ra. Rồi, an toàn rồi, an toàn rồi. Ra đi. Mở cửa. Cái gì vậy? Em kiểm tra, em kiểm tra mày làm hết hồn cái gì à? Không, an toàn. Làm người ta mất hình tượng hết trơn, ta đang rất là ngầu làm lại nè. Đó. Sao, hai vệ sĩ. Dạ. Mọi cái đã an toàn rồi chứ? An toàn, bên kia có hai bà biên tập, mình có nên bắn bả luôn không? Bắn bả là mình về sớm đó. À dạ. Mọi việc xung quanh ổn cả chứ? Ổn hết à. Đằng kia có hai cái máy quay chỉ cho mình có nên bắn nó luôn không? Bắn bể cống kính đó ra dòm thấy mình. Quên. Cho nên là chỉ cần kiểm tra coi có kẻ nào ẩn nấp rình rập chúng ta hay không mà thôi. Ổn chứ? À, ở trên kia có ông đạo diễn ngồi, hay mình bắn ông luôn đi. Bắn ông đạo diễn là chương trình này dẹp luôn đó. À, quên. Không mấy bây giờ hai đứa tự bắn nhau luôn đi được không? Bây giờ em bắn anh nha. Bậy bạ, bậy bạ. Ồn ào. Tốt nhất là mình chỉ bắn vu vơ thôi. Đùng đùng đùng. Chiêu chiêu. Bằng chiêu. Vậy thôi cho nó có không khí, hiểu không? Đó, cái chỗ này khi mà lên hình á là thế nào người ta cũng sẽ dựng vô mấy cái nổ bùm 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 giống như pháo bông vậy đó. Đó, mình chào đón khách mời đến với chương trình Ngạc Nhiên Chưa. Bùm bùm chiêu. Ôi gì vậy? Ra luôn rồi hả? Khách mời đẹp long lanh. Thôi mình về đi đã. Thôi đi thôi chị, đừng về chị. Thôi ngồi đó đi em, để mình về đi nghe không? Hai đứa về trước. Về trước. Chắc có lẽ là thấy chúng ta bắn bùm chéo nhiều quá, rần quá cho nên là hai khách mời chịu không nổi, nôn nóng phóng ra trước luôn. Chào hai em, các em giới thiệu về mình nào. Dạ, xin chào mọi người, em tên là Karen Nguyễn. Em tên là Karen Nguyễn, hiện tại em là diễn viên. Diễn viên? Dạ. Mình có hoạt động ở sân khấu nào không hay là mình dạ, tự do? Dạ, em là tự do ạ. Còn em? À, xin chào tất cả mọi người, em là Duy Ngọc và hiện tại em là ca sĩ và là trưởng nhóm của nhóm nhạc The Wings. Karen, nếu mà ai coi MV Anh Đang Ở Đâu Thế Anh là cũng biết Karen. Ơ Hân, dạo này con giật bồ bạn không em? Trời, Hân giật bồ gặp Hân Hoa Hậu nè. Mình cũng là Hân. Dạ, xin chào chị. Cùng hai phim rồi đó. Hai gặp nhau nè. Ờ đó. Đứa nào cũng phản diện hết ha. Dạ. Mai mốt mình chắc mình phải tự sản xuất một phim mình đóng vai Hân quá. Ủa em làm như em đóng vai chánh diện nhiều vậy đó. Em cũng là chùm phản diện trong đó ra còn gì nữa. Em sau khi cái sản phẩm nó ra mắt thì em có bị người ta ghét không? Mọi người đều biết đó là vai diễn. Nhưng mà mọi người nói là nhìn mặt rồi nhìn ánh mắt là đã không thích rồi. Diễn đạt quá dạ. Em ơi. Đó là một cái sự thành công của người diễn viên. Đúng khi rồi. Cái vai diễn nó làm cho người ta tưởng thiệt. Còn em Duy Ngọc, hiện nay thì em đang hoạt động ở đâu? À, hiện tại thì em và nhóm nhạc của em thì cũng đang hoạt động tại Sài Gòn ạ. Thôi sẵn bữa nay có ca sĩ tới nhà mình chơi, mình mời ca sĩ hát tặng cho mọi người nghe một bài nha. Được không em? À, thế thì chắc là em sẽ hát tặng, gửi tặng tất cả mọi người một ca khúc của nhóm em. Bài Gọi Em. Gọi Em, rồi. Ok. Mời em gọi. Và anh muốn thấy sau cơn mưa kia từng ngày vui bắt đầu. Và anh muốn thấy trong cơn mưa kia nụ cười ấy. Gọi em những giấc mơ bình yên, gọi tên nỗi nhớ anh chờ em. Bởi ngày dài lặng lẽ em mong mình mãi bên. Gần bên anh nhé cho bao cô đơn ngày rời xa mắt buồn. Vì anh vẫn nhớ cơn mơ bao đêm nụ cười ấy. Gọi em những tháng năm bình yên, gửi trong khúc hát riêng tặng em. Dịu dàng từng hạt mưa khẽ buông rơi cho về em. Đẹp trai mà còn hát hay, hay nữa. Hai em muốn chọn chị đội của ai đây? Em nghĩ thì chắc em xin về team chị Hân. Chung team cùng tên Hân. Về đây em ơi, về với chị. Mời em. Rồi, mời em luôn. Ngọc. Và thưa quý vị, ngày hôm nay các giai nữ phản diện sẽ tranh tài với nhau coi ai ác hơn ai. Và cái người hiền nhất là tôi đứng ngay chính giữa sẽ phân định thắng thua giúp cho hai đội. Mời các em bước vào vòng 1 của Ngạc Nhiên Chưa. Ở vòng 1 này rất đơn giản, chúng ta sẽ có những cái từ khóa mà được viết tắt như là những cái hashtag. Mà những hashtag này là tên của những bài hát rất quen thuộc. Và chúng ta sẽ nhìn và đoán xem đó là cái từ khóa gì. Trả lời đúng thì mình sẽ có 1 điểm. Mời các em đến với từ khóa đầu tiên. Trời ơi dễ. Tình đơn phương. Dễ em ơi. Chị thấy chưa, thấy hai tụi em phối hợp ăn ý không? Thì thì mấy cái giai mà phản diện người thứ ba này kia đó thì ban đầu bao giờ cũng yêu đơn phương, rồi sau đó mới giành người yêu của giai nữ chánh. Đó. Ui em là nữ chánh.
Thôi kệ, em muốn nói gì em nói, em ơi anh mệt lắm rồi. Đó là Tình Đơn Phương. Biết sao mà Nam Thư dạng miệng ghê, cứ dành nữ chánh hoài à. Dạo này em tự sẵn sắp đóng dây chánh không đó. Một điểm dành cho đội Thúy Ngân. Từ khóa thứ hai, xin mời. Mưa rừng thị trấn à, chưa đúng. Mưa rơi tí tách thôi. Mưa rơi tí tách phải tên bài hát không em? Trời ơi quen lắm. Mưa rơi tương tư. Mẹ rinh Mẹ rinh tiền hả? Mẹ rinh tiền tỷ. Tiền tỷ. Đúng rồi. Chưa đúng. Hết nào, hết nào mình. Mượn rượu tỏ tình, mượn rượu tỏ tình. Yes. Trời ơi, tôi đã cố tình. Mượn rượu tỏ tình. Mượn rượu tỏ tình. Tôi đứng đây, tôi nghiêng ngửa, tôi chao đảo như say rượu. Không ai nhìn anh luôn. Giờ mà không hề ai quan tâm với tôi hết. Mượn rượu tỏ tình. Bài này của Big Daddy. Yêu anh đây thì sao nào? Không. Đẹp trai rồi đúng không? Một điểm dành cho đội Nam Thư. Tỷ số ngang bằng nhau một đều. Từ khóa thứ ba. Chị nói rồi. Ủa? Em nói đây bên em. Ủa vậy hả? Anh đang ở đâu đây anh? Chính xác. Có anh về hôm nay. Một điểm nữa dành cho Nam Thư. Em tiết lộ nhẹ cho khán giả biết đi. Dạ. Trong cái MV đó có cái đoạn mà em với Hương Giang tán nhau đó. Lúc đó mình quay mấy tác mới xong. Thực ra là quay 10 tác. Wow. Nhưng mà tán thiệt là chính dính đúng hai lần. Hai lần là bị thiệt. Em diễn lại cảnh đó với anh Nghĩa đúng không đánh em? Thật luôn. Em không hai người mới diễn chứ, thì là nam chính mà. Hai em là phải diễn với anh nhau là chứ. Anh Nghĩa là chắc đó. Chắc à. Bây giờ em tưởng tượng em là Hương Giang, thử nói một câu thiệt là ngôn tình coi. Bình tĩnh. 3, 2, 1 action. Để cho anh phản bội lần đầu là lỗi của anh. Để cho anh phản bội lần thứ hai là tại vì em ngu. Là tại vì em ngu. Và người xứng đáng nhận cái tán là em. Trời ơi, cái tim của ta ai vậy? Trời ơi anh ơi, sao tự nhiên anh trở thành nhân vật phản diện vậy? Thì đó, nếu như mà mình cover lại, mình làm lại đúng không, thì mình cũng phải làm khác đi chút xíu. Thử đề xuất với Hương Giang coi nếu anh làm lại cái MV đó coi được không nha. À, bỏ đi anh. Và như vậy là tỷ số hiện nay đang là 2-1 nghiêng về phía của đội Nam Thư. Còn một từ khóa cuối cùng, xin mời. Dài dữ vậy trời. Chia tay rồi. Đau môi sao? Hết giờ. Thiên Ngân. Còn thương rau đắng một thứ. Sao hè? Còn sao hè? Gì? Đúng không? Còn thương rau đắng một thứ. Bên này ta nói đúng mà. Ủa trời ơi, bên đây kìa. Trời đất ơi. Tôi dơ ra luôn á. Không, như vậy mới là phản diện à. Mình đóng vai phản diện mà nó lộ liễu vậy luôn á. Cái thời buổi bây giờ người ta đóng vai phản diện, người ta làm nhẹ nhàng, tinh tế lắm, ác ngầm, đúng không? Đây là tưởng tượng đi Ngân. Nè, ví dụ anh là Nam Thư nè, em chuẩn bị nói nè. Thấy chưa? Đó, còn thương rau chị ghê sao? Làm gì có cái bài mà còn thương rau. Nếu mình ác, mình phải ác như vậy đó. Trời ơi, chị ơi. Không ngờ. Em nghĩ là hai đứa mình nên suy nghĩ lại đi, đừng bảo vệ anh nữa. Em, nhưng em đã đúng, anh binh vực em mà. Còn thương rau đắng mọc sao hè, chính xác. Hát thử câu nghe chơi nè. Nắng hà đi. Mình vô vòng 2 đi anh Nghĩa. Ủa? Không. Người ta là Hương Lan, còn em anh nói thiệt với em là Lan mà Lan Ben đó. Em là Lan mà Lan Ben đó. Cái gì kỳ cục ha. Ước gì anh chưa mời gọi em hát. Nhưng dầu sao thì em có đã mang về cho đội mình được một điểm. Tỷ số về 2-2. Và chúng ta sẽ bước vào vòng thi thứ hai của Nhạc Nhìn Chưa. Chào đón quý vị đến với vòng thi thứ hai của Ngạc Nhiên Chưa. Kết thúc vòng 1 thì hai đội có tỷ số hòa 2-2, ngang tài ngang sức. Và ở vòng 2 này, chúng ta sẽ chọn một con số, đọc gợi ý cho đồng đội mình nghe và sau đó sẽ diễn tả bằng hành động để cho đồng đội mình đoán được từ khóa. Đoán đúng thì mình có 2 điểm, hai đội ngang bằng điểm nhau. Vậy thì bây giờ đội nào sẽ xung phong thi trước đây? Sắm xì đi. Sắm xì nè. Ai thua thi trước nha. 1, 2, 3. Rồi, thua thi trước. Em chọn số mấy?
Mình người thứ ba, mình chọn số 3 nha. Trời ơi. Đây là một cụm từ chỉ nghề nghiệp. Ca sĩ chuyên nghiệp. Ca sĩ. Guitar, ca sĩ nhạc rock, ca sĩ nhạc rock. Đúng rồi. Đó là ca sĩ nhạc rock. Yeah. Và với từ khóa này thì Karen đã mang về cho đội của mình 2 điểm. Tiếp theo, xin mời Ngọc. Em chọn số mấy? Số 5 ạ. Số 5. Đây là một cụm từ chỉ nghề nghiệp. Nhân viên phục vụ. Nhân viên bồi bài. Nhân viên, đúng chưa? Nhân viên. Nè, dĩ nhanh nè. Em biết rồi, em biết rồi. Nhân viên giao hàng, nhân viên giao hàng. Đúng rồi. Đó là nhân viên giao hàng. Yeah. Như vậy là Nam Thư cũng mang về cho đội mình 2 điểm. Điểm số tiếp tục lại ngang bằng nhau. Bất phân thắng bại, mời hai đội trưởng lượt tiếp theo. Giờ chọn số mấy nào? Số 4 đi anh. Tên một bài hát. Anh. Xin lỗi hả? Giữ. Giữ lại. Anh ơi lại. Đúng rồi. Hai bên nói cùng một lúc luôn á. Anh ơi ở lại phải không ta? Đó là anh ơi ở lại. Nhưng mà vừa rồi thì hai bạn đều đưa ra đáp án cùng một lúc luôn. Giống như mình lồng tiếng nó khớp từng xi lanh một luôn vậy đó. Anh ơi ở lại chính xác luôn. Cho nên là cái trận này xem như là bất phân thắng bại. Mình bỏ cái lượt này, mình làm lượt tiếp theo. À. Hai em tiếp. Đó. Hay quá. Đây là tên một bài hát. Hit luôn. Không. Đừng yêu nữa em mệt rồi. Yeah. Đừng yêu nữa em mệt rồi. Phần thắng thuộc về đội Thúy Ngân 2 điểm. Tiếp theo mời hai em lên đây. Đây là lượt cuối nha. Nếu như mà em thắng luôn á, xem như là em bước vào vòng đặc biệt. Còn nếu như em thắng lượt này thì hai bên đồng điểm với nhau là mình phải có một cái hiệp thi phụ nữa. Giờ còn hai số, số 2, số 6, thích số mấy? Cho bạn chọn. Số 6 em. Số 6. Dạ. Đây là tên một bài hát. Trời cái gì, bài hát hoài vậy? Không nói nha. Chống, gọi là chống chống. Nhanh đó. Trời ơi, em biết bài này không Ngân? Em gì quá, em gì, em biết bài này khoan, đâu. Khoan, khoan, khoan. Rồi mình đi, khoan. Em định diễn tả sao? Đôi, đôi. Em định diễn tả sao? Trời ơi, trời. Trong khi cái chống chống là cái... Ê, quay chống thì là biết rồi, chị đang hát chống rồi. Mẹ biết bài này không? Bài này Bảo Thi đúng không? Đúng rồi, hồi xưa mới bài tiếng lắm. Mới hả? Lâu lắm. Hot lắm. Chắc lâu quá rồi anh quên. Đó là ngọn đồi trong trống. Bé này nó diễn viên. Thành ra là nó nghĩ ra ngay những cái hình ảnh mà cho người chơi cùng với mình á, liên tưởng dễ nhất. Đó là hình ảnh cái trống trống. Và 2 điểm nữa dành cho Karen. Còn em, tai đẹp, hát hay, chưa có người yêu. Mình có 4 điểm, mình mang về tương ứng với 4 triệu đồng. Thôi nói gì nữa, em sẽ hát bài hát chủ đề của em. Nắm tay thương thật chặt, chắc tay nhau đi luôn. Dạ em ơi. Này, hai chị em tới đây. Rồi em. Với 8 điểm, Karen Nguyễn và Thúy Ngân sẽ bước vào vòng đặc biệt của Ngạc Nhiên Chưa. Thưa quý vị khán giả, chúng ta đang đến với vòng đặc biệt của chương trình Ngạc Nhiên Chưa. Và đội chiến thắng 2 vòng trước là đội của Thúy Ngân, Karen Nguyễn. Mình hiện tại đang có là 8 điểm. Chúng ta sẽ phải tính tới cái chuyện mình đặt cược bao nhiêu cho cái vòng thi khó khăn này đây. Mấy điểm em? Nhiều dữ vậy. 4 điểm nó hơi bị nhiều đó. Một bên 2, bên 3, bên 4. Trời ơi sao nhiều quá. Kia còn kêu 8 nữa kìa. 8 điểm luôn kìa. Ác ghê vậy. Em nghĩ 3 điểm. 3 điểm. Rồi, ok. 2 điểm thì hơi ít, còn 3 điểm thì là vừa. Được rồi. Ok em, vậy 3 điểm. Như vậy là quyết định đặt cược 3 điểm. 3 điểm, tiết lộ cho em luôn. Dạ. Trong chương trình này cũng ít người dám đặt cược tới 3 điểm lắm em. Trời ơi, em bị số 7 á ha. Xin mời quý ông Ngạc Nhiên.
Đó. Xin chào Karen. Dạ, chào anh. Ở vòng đặc biệt này thì chúng ta sẽ có một bộ đề gồm 15 từ khóa. Và trong thời gian 3 phút thì Karen sẽ nhìn hành động và lời nói của Thúy Ngân diễn tả cho bạn đoán được. Nếu như bạn đoán đúng 15 từ khóa, bạn sẽ được nhân 4 số điểm đặt cược. Đúng 13 từ khóa sẽ được nhân 3. Đúng 10 từ khóa sẽ được nhân đôi. Trong 3 phút mà trả lời không quá 10 đáp án đúng thì bạn sẽ mất đi số điểm mà mình đặt cược. Ồ, em tưởng em được giữ nguyên chứ nếu mà không được 10 không. Em ơi. Dạ. Mình đang chơi trò chơi. Có suy nghĩ lại mà. Không? Có suy nghĩ lại không? Bây giờ mới biết luật chơi thì dạ. Cho Karen suy nghĩ em lại. Em muốn đặt cược bao nhiêu nè? Dạ không, em nghĩ là 3 là được, là ok. Vẫn giữ nguyên ha. Dạ. 3 điểm. Lên nha. Dạ. Mời hai chị em vào vị trí nào. Và bây giờ 3 phút cùng với 15 từ khóa. Bắt đầu. Ba từ. Một cái món ăn rất ngọt mà ngọt. Người ta rất thích ăn. Chè. À. Đúng rồi. Chè là từ thứ mấy? Từ đầu tiên. Rồi. Cái hạt giống hạt thanh long. Nhỏ nhỏ chè. Mà. À. Hạt nhỏ nhỏ không? Giống hạt nhỏ như hạt thanh long á. Hạt chè, hạt chia. Không. Giống vậy. Hạt mè, chè. Màu gì? Chè mè đen. Đúng rồi. Hả? Rồi, một cái loại bông. À. Cái này là số mấy? 10. Bông 10 giờ. Đúng. Không, chưa đúng. Phải khoa 10 giờ. Đúng rồi. Rồi, cái con mà kêu chuột. Chồng của cô. Chồng của cô gọi là gì? Cậu. Chồng của cô ngoại trừ là chú. Đúng rồi. Chú. Rồi. Chú chuột. Rồi, cái này là gì? Đầu. Rồi, người ta nấu ăn ở đâu? Bếp. Rồi, chuột bếp. Chính xác, quá. Một cái loại bông ở Đà Lạt. Ngâm vô uống rất là mát. Mát. Người ta hay làm trà đó. Không, không. Trước chữ B là chữ gì? Chữ A. À. A. Rồi, qua. Bỏ qua. Mình gọi, cái người đẻ ra mình là gì? Mẹ. Hai người thả thính gọi là gì? Cái đó là gì? Yêu đương. Ờ, đó. Yêu đương. Cái này là cái gì? Số mấy? Không. Rồi. Bài hát, tên bài hát đó. Tên bài nhạc. Mẹ yêu không nào hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Con cá mà ở rồi, trong... Rồi, trùng góp từ khóa. Góp từ khóa rồi. Bộ phim rất nổi tiếng Việt Nam vừa được remake lại. Có Cao Thái Hà đóng Cả Ngân. Đâu? À, Hậu Giờ Mặt Trời. Đúng. Đúng tác. Một cái bài hát 5 từ. Em. Em đi. Không, cái đường đi. Đi. Đi rồi quay trở. Quay trở lại hả? Nếu em đi về hả? Về. Hai từ. Nếu em chiều về. Nay... Mưa. À? Mưa. Em về mưa. Cái từ đó là từ ở phía sau rồi. Năm từ. Qua đi, qua đi. Em về. Cái gì nữa? Đi. Em về đâu? Hết giờ rồi, qua đi, qua đi, qua đi. À, đâu? À. Cái bự 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 gì nè, ở trong đây ruột đó gọi là gì? Không. Ăn, đồ ăn vô đâu, đồ ăn vô đâu? Đau bụng, đau tử. Đúng. Trong giây cuối cùng, nói được thêm cái từ khóa đau bao tử. Nhiều từ khóa trôi qua lắm, nhưng mà những cái từ khóa mà đoán đúng thì không biết là bao nhiêu. Phải nhờ đến quý ông ngạc nhiên. Ngay bây giờ đây, Huy sẽ tổng kết lại và chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao sau một vài phút nha. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với vòng đặc biệt của Ngạc Nhiên Chưa. Và sau khi tổng kết thì kết quả của chúng ta đã có được là tổng cộng 10 đáp án. Ủa sao chị không vui vậy? 10 đáp án là một cái điều để nhân đôi số điểm thôi. Mà bạn chỉ trả lời được có 6 từ khóa thôi. Tiếc quá. Và như vậy là chúng ta mất đi 3 điểm mà mình đã đặt cược. Chúng ta còn lại 5 điểm tương ứng với 5 triệu đồng. Đó là phần quà dành cho Karen. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Ngạc Nhiên Chưa xin được phép kết thúc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, phát sóng hàng tuần lúc 19 giờ thứ tư trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.